Thưa quý vị, thời gian gần đây thì nhiều du khách quan tâm tới mô hình chia sẻ kỳ nghỉ, còn được gọi với cái tên là Timeshare, một mô hình đang phát triển trên thế giới. Timeshare có thể hiểu nôm na là quyền sở hữu kỳ nghỉ tại một hệ thống nghỉ dưỡng nhất định, nhưng mà có khả năng là trao đổi với các hệ thống nghỉ dưỡng khác trong cùng mạng lưới thành viên. Từ nhu cầu của khách thì một số chủ đầu tư bất động sản tại Việt Nam đã bắt đầu thực hiện mô hình này và nhận được những phản hồi tích cực. Xuất hiện đầu tiên tại Anh từ những năm 1960 của thế kỷ trước, dịch vụ kỳ nghỉ chia sẻ đang phát triển mạnh và trở thành xu hướng kinh doanh đầy tiềm năng của các tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc bán được các thẻ nghỉ dưỡng cũng giúp chủ đầu tư có dòng tiền đều đặn để thực hiện tốt cam kết lợi nhuận với các khách hàng mua condotel. Khi mà một chủ đầu tư họ bán một cái condotel cho một khách hàng, thì họ thường đưa vào một cái cam kết có thể là 8, 9, 10, 11, 12% một năm. Timeshare tức là chia sẻ kỳ nghỉ, nó sẽ là có cái lợi ích là nó tốt cho khách hàng, nó đảm bảo là chủ đầu tư sẽ làm được đúng cái cam kết. Timeshare là kênh đầu tư mới, rất tiềm năng, mang lại làn gió mới cho đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vì thẻ thường có thời hạn dài, lên tới vài chục năm, để đảm bảo tối đa lợi ích, khách hàng nên lựa chọn các chủ đầu tư và mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ uy tín.